Ấn Độ, đất nước luôn mang đến những điều bất ngờ này đến bất ngờ khác. Từ những món ăn cay nồng, những điệu nhảy Bollywood rực rỡ, cho đến những thước phim Bollywood lãng mạn có 102. Nay, vũ điệu ép nước mía độc đáo của hai anh bán hàng rong ở Ấn Độ lại trở thành tâm điểm chú ý trên mạng xã hội, khiến dân tình chấm hỏi và cười hả hê vì sự chẳng giống ai. Không rõ tất cả xe nước mía tại Ấn Độ đều như thế này, hay hai anh chàng cố tình phát minh ra cho vui. Bỏ qua những chiếc xe nước mía hiện đại với máy móc tự động nhàm chán kia, hãy đến với Ấn Độ để chứng kiến siêu phẩm xe nước mía được chế tạo thủ công hết sức cồng kềnh. Hệ thống ép mía bao gồm một thanh gỗ dài ngoằn được đặt ở đầu xe, vận hành hoàn toàn bằng sức người. Để thưởng thức ly nước mía siêu độc đáo này, bạn sẽ được diện kiến màn trình diễn bắt mắt của hai anh bán hàng. Một anh đóng vai vận động viên điền kinh, cầm thanh gỗ xoay vòng quanh xe với tốc độ chóng mặt, mồ hôi nhễ nhại như vừa đi vừa tắm mưa, trong khi anh kia đóng vai người nhét mía, nhét từng cây mía vào cối ép với nhịp điệu nhịp nhàng. Khung cảnh này khiến du khách không khỏi bật cười thích thú, đồng thời cũng thầm thương trộm nhớ cho sự vất vả của hai anh bán hàng này. Tuy nhiên, sự độc đáo của chiếc xe nước mía này không chỉ dừng lại ở vũ điệu ép mía siêu lầy lội, nó còn gây sốt cộng đồng mạng bởi sự vô tư đến bất chấp của hai anh bán hàng. Chiếc xe siêu to khổng lồ này chiếm đóng trọn vỉa hè, khiến người đi đường phải né tránh khéo léo. Ấy vậy mà thay vì phàn nàn, người dân Ấn Độ lại tỏ ra thích thú và tò mò trước cách làm nước mía siêu độc đáo này. Có thể thấy sự hài hước dí dỏm là một phần không thể thiếu trong văn hóa của người Ấn Độ, và họ luôn biết cách biến những điều bình thường trở nên thú vị bất ngờ. Đúng là chuyện lạ chỉ có ở Ấn Độ. Dù chết cười vì sự lầy lội của hai anh bán hàng, nhiều cư dân mạng lại cho rằng ít ra cốc nước mía này nguyên chất đến 100%. Mọi giọt mật đều được ép ra từ bằng sức lực chạy bằng cơm của hai anh thành một ly nước mía siêu phẩm độc nhất vô nhị, không pha tạp chất, không hóa chất, đảm bảo an toàn cho sức khỏe. Nhưng nếu ép đến ly thứ ba chắc phải đi xoa dầu gió vì quá chóng mặt. Có lẽ đây là minh chứng cho câu nói có công mài sắt có ngày nên kim. So với siêu phẩm xe nước mía chạy bằng cơm ở Ấn Độ, các xe nước mía ở Việt Nam cũng hiện đại hơn nhiều với máy móc tự động giúp tiết kiệm sức lao động và thời gian. Tuy nhiên, thuở chưa có máy ép, xe sẽ gắn bánh quay vào cối và xoay bằng tay, thay vì chạy vòng quanh như trên. Cách làm nước mía truyền thống bằng sức người vẫn được một số nơi lưu giữ, mang đến hương vị nước mía thơm ngon, đậm đà, khó cưỡng, khiến người ta hoài niệm về những ký ức tuổi thơ. Sự khác biệt trong cách làm nước mía giữa hai quốc gia này phản ánh sự đa dạng và phong phú trong văn hóa ẩm thực của mỗi nơi. Mỗi cách làm đều có nét đặc trưng riêng, mang đến cho người thưởng thức những trải nghiệm độc đáo. Nếu bạn có dịp đến Ấn Độ, đừng quên thử ly nước mía chạy bằng cơm này để cảm nhận sự khác biệt và tận hưởng nét văn hóa độc đáo của đất nước này. Tuy nhiên, hãy cẩn thận khi đứng gần khu vực ép mía và cẩn thận khi sang đất nước Ấn Độ. Và nhớ ủng hộ nhiệt tình hai anh bán hàng tận tâm này nhé. Biết đâu bạn sẽ có cơ hội được học hỏi bí kíp ép mía siêu đỉnh của họ đấy.